thì cô sẽ thiết kế và tổ chức được một cách có hiệu quả cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 theo cái chương trình và sách giáo khoa mới. Còn đối với các thầy cô là cán bộ quản lý giáo dục thì các thầy cô sẽ chỉ đạo và tổ chức thực hiện cái có hiệu quả cái chương trình và sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 tại trường mình, địa phương mình. Về thái độ thì các thầy cô sẽ có cái thái độ tích cực, chủ động, tự tin trong việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn vào trong thực tiễn triển khai cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đấy là mục tiêu tập huấn. Để truyền tải các cái mục tiêu này thì trong phạm vi một ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái nội dung tập huấn như sau. Phần thứ nhất là những vấn đề chung, thì trong những vấn đề chung này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nét khái quát về chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thứ hai là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái quan điểm định hướng biên soạn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7, để trong quá trình sử dụng sách giáo khoa thì chúng ta hiểu được cái quan điểm của các tác giả và truyền tải đúng được cái ý tưởng của các tác giả trong cái việc biên soạn tài liệu. Cái thứ ba là các thầy cô sẽ cùng với chúng tôi phân tích cái cấu trúc của sách giáo khoa, cấu trúc của chủ đề và các cái loại hình hoạt động trải nghiệm. Cái thứ tư là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái phương pháp, hình thức tổ chức và kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7. Và cái cuối cùng trong cái phần những vấn đề chung là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tài liệu bổ trợ, nguồn tài liệu, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử và thiết bị giáo dục. Đấy là những cái vấn đề chung. Phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thứ nhất là cái quy trình để thiết kế một cái kế hoạch hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thứ hai là cái khung kế hoạch hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ xem và phân tích cái video về tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp mà minh họa của lớp 7. Để thực hiện được cái mục tiêu và truyền tải được hết cái nội dung tập huấn ngày hôm nay thì chúng tôi rất là mong là các thầy cô sẽ rất là hợp tác, sẽ rất là cởi mở tương tác với chúng tôi và với các thầy cô ở các điểm cầu khác nhau để chia sẻ những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm của mình thì tập huấn mới có thể hiệu quả được. Chắc thầy cô cũng đồng ý với tôi như vậy phải không ạ? Vâng. Thưa các thầy quý thầy cô, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, những vấn đề chung. Và trong phần những vấn đề chung này thì chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nét khái quát về chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thế bây giờ chúng tôi muốn là các thầy cô hãy suy nghĩ thật nhanh và các thầy cô cho biết xem là theo các thầy cô thì cái hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì nó có những cái đặc trưng như thế nào ạ? Vâng, xin mời các thầy cô ạ. Các thầy cô có thể giơ tay và tôi mời phát biểu trực tiếp hoặc các thầy cô có thể là chat ở trên màn hình ạ. Và chúng tôi cũng sẽ đọc to ý kiến của các thầy cô để cho các thầy cô ở các điểm cầu khác cùng theo dõi được ạ. Và mỗi thầy cô mình có thể nêu một cái đặc trưng thôi cũng được ạ, không cần nêu đầy đủ ạ. Vâng. Chúng ta thì đã có cái việc là triển khai cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở lớp 6 rồi. Rồi chúng ta lại cũng có những cái cơ hội tự nghiên cứu qua mạng rồi về cái hoạt động trải nghiệm nói chung và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp rồi. Thế thì lớp 7 rồi. Thế bây giờ xin mời các thầy cô thử cho ý kiến ạ. Xem là theo các thầy cô thì cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ạ, nó có những cái đặc trưng gì ạ? Vâng. Đặc trưng khác với môn học, nó khác với cái hoạt động ngoài giờ lên lớp ạ. Nào mời các thầy cô ạ. Các thầy cô có thể giơ tay ạ để chúng tôi cấp quyền phát biểu cho các thầy cô ạ.
Vâng, chúng tôi chưa thấy có điểm cầu nào giơ tay. Nếu không thì các thầy cô mà ngại nói trực tiếp thì các thầy cô có thể chat lên trên màn hình ạ. Ý kiến của mình ạ. Vâng, mời điểm cầu thầy Võ Khiêm Nhường ạ. Dạ, em nói cô nghe em cô. Vâng, Em nghe thấy xin mời thầy Võ Khiêm Nhường ạ. Dạ, em nói cô có nghe em cô. Có nghe được ạ. Dạ, em xin trả lời câu hỏi này. Cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ấy thì nó liên quan đến cái hướng nghiệp của học sinh lớp 9 sau khi mà các em học hết chương trình giáo dục phổ thông. Thì trong cái nội dung hướng nghiệp thì mình có thể hướng cho các em những cái nghề nghiệp phù hợp với cái năng lực, với cái hoàn cảnh và với cái sở thích của học sinh. Đấy, Nhất mình hết ạ. là vâng, cảm ơn thầy Nhường ạ. Vâng, ý kiến rất là tốt ạ. Vâng, xin mời các quý thầy cô khác ạ. Vâng, xin mời trường Trung học cơ sở Trần Phú ạ. Nói chỗ nào? Nhưng em không có thích nói mà. Dạ Vâng 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 xin mời các thầy cô bật mic lên nói ạ. Vâng, trường Trung học cơ sở Trần Phú ạ. Dạ Lớp alo. Dạ 7. con nói không ạ? Có ạ, chúng tôi nghe rất rõ ạ. Dạ thưa cô, theo em thì hoạt động trải nghiệm nó có đặc trưng là học sinh tự trải nghiệm, tự thể nghiệm, chiêm nghiệm, trình bày quan điểm của mình, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân hoặc là của nhóm và bằng thông qua các cái hoạt động thực tế ạ. Vâng, xin cảm ơn cô ạ. Vâng, ý kiến cũng rất là sắc đáng ạ. Vâng, chúng tôi thấy ở điểm cầu trường trung học và trường phổ thông Duy Tân thì cũng có chắc là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là cho học sinh có cơ hội trải nghiệm và ứng dụng từ công việc thực tế, kinh nghiệm được rút ra từ những trải nghiệm. Vâng ạ, rất hay ạ. Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ có chia sẻ là học sinh được trải nghiệm các hoạt động thực tiễn, được trình bày quan điểm, ý tưởng và lựa chọn các hoạt động để khẳng định bản thân. Vâng ạ, cảm ơn ý kiến của trường của các thầy cô ở điểm cầu ạ. Rồi trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh có nói rằng là hoạt động trải nghiệm tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm trong thực tiễn để tích lũy các kinh nghiệm. Vâng, ý kiến cũng rất hay ạ. Vâng, xin mời các điểm cầu khác ạ. Xin mời các điểm cầu khác ạ. Các điểm cầu khác, các thầy cô có ý kiến gì khác với ý kiến các thầy cô vừa trao đổi không ạ? Hoạt động trải nghiệm nó có rất nhiều đặc trưng. Nên là chúng ta phải chia sẻ xem là nó có những đặc trưng gì nữa ạ. Các thầy cô vừa nãy thì đã nói một số đặc trưng rất là hay rồi đấy ạ, rất sắc đáng rồi ạ. Vâng, chúng tôi thấy điểm cầu Hằng Lê, có nickname là Hằng Lê, thì có nói rằng là một môn học đa dạng và tích hợp tổng hợp kiến thức kỹ năng sống, giáo dục công dân, thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng hiểu biết vào cuộc sống. Vâng, cái này thì chúng tôi hơi băn khoăn một tí khi mà mình nói nó là môn học. Vâng, thực ra thì nó là hoạt động giáo dục ạ. Vâng, nhưng mà nó cũng có những cái đặc trưng như các thầy cô vừa nêu, nhưng mà nó là môn, nó là không phải là môn học nhé, nó là hoạt động giáo dục. Vâng. Trường trung học cơ sở Trần Phú thì có nói rằng là giúp học sinh phát triển sự sáng tạo của bản thân. Vâng ạ, có lẽ không một cái môn học hoặc hoạt động giáo dục nào mà học sinh lại được phát huy cái sự tự chủ và sáng tạo của bản thân như hoạt động trải nghiệm. Vâng, thế thưa các thầy cô là bây giờ tôi xin tổng kết lại một số cái ý kiến. Vâng, trước khi tổng kết lại thì tôi cũng đọc thêm cái ý kiến của trường phổ thông Duy Tân. Các thầy cô ở điểm cầu này có nói thêm là hoạt động trải nghiệm không chỉ trải nghiệm về hoạt động sáng tạo. Cháu ơi, dịch sớm một tí thôi. Rồi xuống.
lùi cái ý kiến xuống mặt trí. Vâng, thì cô có nói rằng là hoạt động trải nghiệm không chỉ trải nghiệm về hoạt động sáng tạo mà trải nghiệm về những cảm xúc, muốn giáo dục trẻ hay cho trẻ ở tình huống gần nhất với mình, các em sẽ rút ra được bài học cho mình. Vâng, các thầy cô ở ý kiến này của trường Duy Tân thì các thầy cô muốn nhấn đến cái trải nghiệm cảm xúc của trẻ nữa. Vâng, trường Trung học cơ sở Nguyễn gì đây, vâng, Nguyễn Văn Trỗi thì có nói rằng là hoạt động trải nghiệm thì được tổ chức theo từng chủ đề, theo từng cấp học, đòi hỏi người tham gia phải tự giác chủ động. Vâng, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nói rằng là hoạt động trải nghiệm thì học sinh được thể nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp giúp học sinh củng cố thói quen tích cực. Vâng ạ. Thế thì bây giờ xin phép các thầy cô là chúng tôi sẽ tổng kết lại một số cái ý kiến. Chúng tôi xin ra tổng kết lại một số cái ý kiến. Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thì đã đưa ra cái quan niệm về hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp như sau. Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện. Như vậy đây nó là hoạt động giáo dục các thầy cô nhé, không phải môn học. Tạo điều kiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức kỹ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống, nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi. Thông qua đó, chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kinh nghiệm mới, góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. Thế thì đấy là cái quan niệm về hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp mà chương trình giáo dục phổ thông mới đã sử dụng. Thế thì thưa các thầy cô là từ cái quan niệm này thì chúng ta thấy là cái hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì nó có rất nhiều những cái đặc trưng mà chúng ta phải nắm vững. Bây giờ chúng tôi sẽ xin đi vào giới thiệu với các thầy cô một số cái đặc trưng khái quát của cái hoạt động trải nghiệm và cái chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thứ nhất là trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc. Và cái hoạt động giáo dục bắt buộc này thì được thực hiện từ lớp 1 cho đến hết lớp 12. Và các thầy cô chú ý đây là hoạt động giáo dục chứ không phải là môn học. Và chúng ta đừng quen theo cái thói quen là chúng ta cứ bảo là môn hoạt động giáo dục thì không phải, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì không phải. Đây nó là một loại hoạt động giáo dục các thầy cô nhé. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai là cái chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp này thì nó được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển của cái chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lớp, của cái chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp, chương trình sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp của cái chương trình hiện hành, tức là cái chương trình giáo dục phổ thông 2006. Xin các thầy cô đừng nhầm giữa cái chương trình trải nghiệm hướng nghiệp với cái chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của thầy cô nhé. Bởi vì là một số thầy cô ấy khi mà chia sẻ với tôi thì các thầy cô vẫn nhầm, các thầy cô bảo là cô ơi,
Theo em thì cái chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nó cũng là chính là cái hoạt động ngoài giờ lên lớp trước đây thôi, nhưng mà bây giờ nó dùng một cái thuật ngữ khác, nhưng mà thực ra không phải các thầy cô nhé. Cái hoạt động ngoài giờ lên lớp ấy với những hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì nó có những cái điểm trùng hợp với nhau, nhưng mà nó có nhiều cái điểm khác nhau. Tôi lấy ví dụ như thế này ạ, về cái nội dung thì các thầy cô thấy là cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì nó chỉ tập trung vào cái giáo dục chính trị xã hội, nhưng mà cái hoạt động giáo dục hướng nghiệp thì nó sẽ có nhiều cái nội dung. Để chúng ta thử xem cái nội dung của hoạt động giáo dục hướng nghiệp nó như thế nào các thầy cô nhé. Cái chương trình hoạt động giáo dục chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì nó bao gồm bốn cái mạch nội dung, và những cái mạch nội dung này thì nó được cấu trúc xuyên suốt từ tiểu học cho đến hết trung học phổ thông. Bốn cái mạch nội dung đó là: thứ nhất là hướng vào bản thân, thứ hai là hướng đến xã hội, thứ ba là hướng đến tự nhiên, và thứ tư là hướng nghiệp. Thế thì các thầy cô thấy rõ ràng là cái nội dung của cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nó rất rộng, đúng không? Nó không chỉ gồm có cái nội dung là hướng đến xã hội như trong cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mà ngoài cái nội dung là hướng đến xã hội nó còn có hướng đến bản thân, nó còn có hướng đến tự nhiên, nó còn có bản hướng nghiệp nữa. Như vậy là về mặt nội dung mà nói thì cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nó rộng hơn cái nội dung của cái hoạt động ngoài giờ lên lớp rất nhiều. Và các thầy cô thấy là về quy mô cũng vậy, nếu như ở cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trước đây thì chủ yếu là được tổ chức theo quy mô toàn trường, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp bây giờ thì nó được tổ chức theo cả quy mô trường, nếu mà trong cái tiết sinh hoạt dưới cờ, còn lại thì nó được tổ chức theo quy mô lớp, theo quy mô nhóm, đúng không ạ? Vâng, như vậy quy mô nó cũng rất là khác nhau. Hay là các thầy cô thấy còn một điểm khác nhau nữa, tức là hoạt động ngoài giờ lên lớp trước đây thì không có cái phần kiểm tra đánh giá, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp bây giờ thì có quy định rất rõ ràng về kiểm tra đánh giá, và cái kết quả kiểm tra đánh giá của cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì theo quy định của bộ thì nó sẽ được ghi vào cái hồ sơ học tập của sinh và có giá trị tương tự như một môn học. Thì cái này thì xin được thầy cô chú ý. Và trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì người ta đã quy định thời lượng cho mỗi mạch nội dung trong cái chương trình hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp như sau. Về cái nội dung hướng vào bản thân thì tiểu học là chiếm 60% thời lượng, trung học cơ sở là chiếm 40% thời lượng, và trung học phổ thông là chiếm 30% thời lượng. Thế các thầy cô thấy rõ ràng ở cái mạch nội dung hướng vào bản thân này thì từ tiểu học đến trung học phổ thông thì cái thời lượng nó dễ được giảm dần, đúng không ạ? Về cái mạch nội dung là hướng đến xã hội thì tiểu học nó chiếm tới 20%, trung học cơ sở thì chiếm 25% và trung học phổ thông chiếm 25%. Các thầy cô thấy là cái mạch nội dung hướng đến xã hội thì nó lại được giảm từ tiểu học cho đến trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hoạt động hướng đến tự nhiên thì tiểu học có chiếm 10% thời lượng, trung học cơ sở và trung học phổ thông thì chiếm 15% thời lượng. Và hoạt động hướng nghiệp thì tiểu học có chiếm 10%, trung học cơ sở là 20% và trung học phổ thông là 30%. Như vậy với mạch nội dung về hướng nghiệp thì các thầy cô thấy là cái thời lượng sẽ được tăng dần từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, và điều này là hoàn toàn phù hợp với cái đặc điểm của cái học, đặc điểm tâm lý xã hội của học sinh và mỗi cấp học, và đồng thời là nó phù hợp với cái mục tiêu giáo dục của các cấp học. Một cái đặc điểm thứ tư nữa thì thưa các thầy cô là cái chương trình hoạt động trải nghiệm thì nó được thực hiện thông qua ba cái loại hình hoạt động bắt buộc, đó là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp.
Ngoài ra thì còn có cái loại hình sinh hoạt công bộ. Tuy nhiên, nếu như là ba cái loại hình hoạt động trên là bắt buộc thì cái loại hình sinh hoạt công bộ thì lại không bắt buộc, mà cái này là nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của học sinh, của cha mẹ học sinh, và tùy thuộc vào cái điều kiện tổ chức của nhà trường về mặt nhân lực, về mặt cơ sở vật chất như thế nào thì nhà trường cũng quyết định tổ chức những cái loại hình câu lạc bộ để cho học sinh tham gia không. Và thưa các thầy cô, là cái thời gian để cho học sinh sinh hoạt câu lạc bộ này là nằm ngoài ngoài giờ các thầy cô nhé, không được tính trong 105 tiết. Hôm trước khi chúng tôi đi tập huấn ở địa phương thì các thầy cô có hỏi chúng tôi là thưa cô, thì cái sinh hoạt câu lạc bộ thì được tính là mấy tiết một tuần ạ? Thế thì thực ra là 105 tiết của dành cho cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của lớp, thì trong đó bao gồm có 35 tiết là sinh hoạt giấy tờ, 35 tiết cho hoạt động giáo dục theo chủ đề và 35 tiết cho sinh hoạt lớp. Còn cái sinh hoạt câu lạc bộ là không bắt buộc và nằm ngoài cái thời lượng 105 tiết của thầy cô nhé. Cũng như là thế này ạ, các thầy cô thấy ví dụ như là ở trường các thầy cô chẳng hạn thì cái môn tiếng Anh thì người ta có những cái giờ quy định không biết là bao nhiêu tiết một tuần đấy riêng. Thế còn ngoài ra thì nhà trường có thể tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, nhưng mà cái thời gian để mà sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh này cho một số học sinh mà nó có cái nhu cầu tham gia thì nó không thể lấy trong cái thời lượng của môn tiếng Anh được, mà cái này là ngoài ngoại khóa, nó nằm ngoài, đúng không ạ? Vâng. Thế thì cái sinh hoạt câu lạc bộ của cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cũng vậy ạ, không được tính trong 105 tiết, thì xin các thầy cô lưu ý hộ. Một cái đặc trưng tiếp theo là cái chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì nó được xây dựng theo cách tiếp cận năng lực. Thế nào là chương trình theo tiếp cận năng lực? Thì thưa các thầy cô, là theo tiếp cận năng lực, cái chương trình theo tiếp cận năng lực tức là người ta sẽ bắt đầu từ cái chuyện là những cái năng lực gì là cần thiết cho học sinh để cho các em có thể sống một cách an toàn, lành mạnh và hiệu quả và thành công cho cuộc sống hiện tại và tương lai của các em. Thì từ những cái năng lực cần thiết ấy, người ta sẽ phân tích nó ra thành kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết, và từ đấy thì người ta mới thiết kế chương trình, chứ không phải là chương trình thiết kế theo nội dung, tức là môn khoa học ấy có những nội dung gì thì ta sẽ lựa chọn để mà đưa vào trong chương trình dạy cho học sinh. Mà cái này không phải xuất phát từ cái nội dung của môn khoa học, mà phải xuất phát từ những cái năng lực mà chúng ta cần giáo dục cho học sinh. Học sinh cần thiết có những cái năng lực đó để mà có thể sống tốt, sống hiệu quả, sống an toàn. Thì người ta phân tích cái năng lực đó ra, xem là với cái năng lực đó thì những cái thành phần cụ thể nó là những kiến thức gì, kỹ năng gì, thái độ gì, ý chí gì, vân vân, tổng hòa, tức là tất cả những cái yếu tố cần thiết để tạo nên cái năng lực đó, và từ cái yếu tố cần thiết đó thì người ta mới xây dựng cái chương trình để phát triển cái yếu tố đó cho học sinh. Thế thứ hai nữa là cái chương trình này thì được tổ chức theo phương thức trải nghiệm. Thế nào là phương thức trải nghiệm thì một tí nữa chúng tôi sẽ nói phía sau với các thầy cô. Bây giờ chúng tôi xin sang cái điểm thứ hai, đó là chúng tôi giới thiệu với thầy cô một số cái quan điểm định hướng biên soạn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm như vậy của chúng tôi. Thưa các quý thầy cô, cái quan điểm định hướng thứ nhất đó là cái sách giáo khoa thì phải nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Trong đó thì bao gồm những cái năng lực chung, đó là năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, và đặc biệt là ba cái năng lực đặc thù của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, đó là năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp.
Thế nào là năng lực thích ứng với cuộc sống? Thì thưa các thầy cô, năng lực thích ứng với cuộc sống tức là cái khả năng mà học sinh có thể là thay đổi, điều chỉnh mình để cho nó phù hợp với những cái môi trường mới, môi trường học tập, môi trường sống mới, phù hợp với những cái điều kiện sống và học tập mới, phù hợp với những cái yêu cầu mới đặt ra. Và thì học sinh phải biết thay đổi, biết điều chỉnh mình như thế nào thì thích ứng được với, tóm lại thì thích ứng được với để phù hợp với cái điều kiện mới, yêu cầu mới, hoàn cảnh mới. Thì đấy là cái năng lực thích ứng với cuộc sống. Và ngoài cái năng lực thích ứng với cuộc sống thì nó còn hai cái năng lực đặc thù nữa của cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, và chúng ta phải phát triển cho học sinh thông qua cái việc tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Đó là năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, và thứ hai nữa là năng lực định hướng nghề nghiệp. Đồng thời hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì còn là nhằm góp phần phát triển những cái phẩm chất chủ yếu mà đã được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông mới, đó là phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ. Cái này thì các thầy cô cũng nắm rất là rõ rồi, môn học nào, hoạt động giáo dục nào cũng nhằm góp phần phát triển những phẩm chất chủ yếu để cho học sinh. Một cái đặc trưng, một cái quan điểm chỉ đạo thứ hai trong cái việc biên soạn sách mà chúng tôi luôn phải thực hiện, đó là trong khi biên soạn sách thì chúng tôi luôn phải bám sát vào cái mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt, cũng như là cái quy định thời lượng cho các bài nội dung được quy định rất là rõ ràng ở trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Và đồng thời là cái việc biên soạn sách của chúng tôi thì luôn phải bám sát vào các cái tiêu chuẩn sách giáo khoa mới theo đúng cái thông tư số 33 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về một cái quan điểm thứ ba nữa, đó là cái nội dung sách thì chúng tôi luôn chú ý tích hợp với cái nội dung của một số cái hoạt động theo chủ đề của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, rồi tích hợp với nội dung các cái môn học có liên quan trung học cơ sở như là môn giáo dục công dân, môn lịch sử địa lý, môn khoa học tự nhiên, môn công nghệ, vân vân. Một cái quan điểm thứ tư nữa là chúng tôi khi biên soạn sách thì chúng tôi luôn quán triệt rằng phải biên soạn sao cho nó thể hiện được cái đặc thù của cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Nó là hoạt động giáo dục nhưng được tổ chức theo phương thức trải nghiệm. Thế nào là cái tổ chức cái hoạt động giáo dục và tổ chức theo phương thức trải nghiệm? Thì thưa các thầy cô, nó thể hiện được cái việc mà chúng tôi luôn phải chú trọng khai thác những cái kinh nghiệm đã có của học sinh mà có liên quan đến cái chủ đề hoạt động giáo dục trải nghiệm, rồi chúng tôi tổ chức cho các em học qua trải nghiệm, học qua cái việc thực hành, học qua cái việc mà vận dụng những cái kinh nghiệm và các em vừa học được vào trong thực tiễn cuộc sống. Cái đấy là cái phương thức trải nghiệm. Và cái quan điểm thứ năm là cái khi biên soạn sách thì từ nội dung đến hình thức đến phương pháp luôn phải phù hợp với cái đặc điểm tâm lý xã hội của sinh lớp 7 và gần gũi với cuộc sống thực của các em. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái chủ đề về em với gia đình, thì các thầy cô thấy là có những cái hoạt động ví dụ như là cái học sinh sẽ được chia sẻ về cái kỹ năng chăm sóc người thân khi ốm mệt, hay là các em sẽ xác định những cái việc nên làm và không nên làm khi chăm sóc người thân bị ốm mệt, hoặc là các em sẽ luyện tập để mà xây dựng cái kế hoạch lao động tại gia đình, rồi thực hiện cái kế hoạch lao động tại gia đình mình. Thì những cái nội dung thì các thầy cô thấy là nó rất là gần gũi với cái cuộc sống thực của học sinh, mà nó vừa với phù hợp với cái đặc điểm tâm lý xã hội của học sinh lớp 7. Một cái đặc trưng thứ sáu là sẽ nói một cái quan điểm thứ sáu mà chúng tôi luôn phải chú ý khi mà tôi phải chú ý thực hiện khi mà biên soạn sách,
đó là phải đảm bảo cái tính mở, linh hoạt để cho các nhà trường và giáo viên cũng như học sinh là có những cái trải nghiệm phù hợp với cái điều kiện thực tiễn. Thế cái tính mở và linh hoạt ở đây thì được thể như thế nào? Thì thưa các thầy cô, về phía nhà trường thì nhà trường có thể thay đổi thứ tự thực hiện các chủ đề trong sách. Trong cái cuốn sách này của chúng tôi thì có 9 chủ đề và được sắp xếp từ chủ đề 1 đến chủ đề 9. Tuy nhiên thứ tự thực hiện các chủ đề này là không phải đáng nhắc cũng phải bắt buộc, mà từ đầu năm học thì khi xây dựng cái kế hoạch đầu năm học, kế hoạch giáo dục của năm học thì nhà trường hoàn toàn có thể là thay đổi cái thứ tự thực hiện các chủ đề tùy theo cái yêu cầu giáo dục thực tiễn của nhà trường. Rồi nhà trường cũng có thể là linh hoạt trong việc bố trí cái thời gian để mà tổ chức các câu lạc bộ giáo dục theo chủ đề, không nhất thiết là phải thực hiện mỗi một tiết một tuần như là trong cái thời lượng dành cho cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Các thầy cô thấy là trong chương trình ấy, người ta quy định là mỗi lớp thì gồm có 105 tiết, trong đó 35 tiết là cho hoạt động sinh hoạt giấy thờ, 35 tiết là sinh hoạt lớp và 35 tiết là cho hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thế như vậy chia ra thì như vậy là mỗi tuần là có một tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thế nhưng mà cái điều này là không phải cứng nhắc, mà nhà trường hoàn toàn có thể là linh hoạt trong việc bố trí thời gian để thực hiện cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Có thể là 2 tuần mới tổ chức một lần, 2 tiết liền, có thể 3 tuần mới tổ chức một lần, 3 tiết liền. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái tính chất của từng chủ đề, tùy thuộc vào cái điều kiện thực tế của nhà trường về cái nhân sự, hoặc là các nhà trường thấy là cần thiết và cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn thì nhà trường có thể là linh hoạt trong việc bố trí thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ đề này. Hay về phía giáo viên thì thưa các thầy cô là các giáo viên thì hoàn toàn có thể là điều chỉnh hoặc là thay đổi nội dung của các cái tình huống, nội dung của các cái trường hợp điển hình ở trong sách, hay là thay đổi các cái câu hỏi gợi ý phân tích ở trong sách sao cho nó phù hợp hơn với học sinh của mình, phù hợp hơn với cái văn hóa địa phương. Vâng, thì cái này là hoàn toàn là giáo viên có quyền thay đổi và điều chỉnh nội dung những cái ngữ liệu trong sách như vậy. Và cái sự thay đổi này là chúng tôi cho là rất cần thiết, bởi vì là sách là viết chung cho cả nước, cho nên là với những cái tình huống, những cái trường hợp điển hình mà các thầy cô thay được bằng những cái tình huống có thực, các trường hợp điển hình có thực đã xảy ra ở nhà trường, ở lớp học, ở địa phương để cho học sinh phân tích, để cho học sinh trải nghiệm qua những cái đó thì là rất là tốt. Và càng gần gũi với học sinh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái tính linh hoạt, tính mở ở đây thì có thể hiện được cái việc là giáo viên thì có quyền là điều chỉnh, thay đổi, bổ sung những cái hoạt động, một phần của các cái hoạt động đã được trình bày trong hướng dẫn trong sách, hoặc là thay đổi toàn bộ những hoạt động đó sao cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế, với văn hóa ở địa phương, với cái điều kiện thực tế ở nhà trường lớp học, cũng như là phù hợp với cái năng lực sở trường của giáo viên và cái khả năng tiếp thu của học sinh. Tuy nhiên thì thưa thầy cô là các thầy cô muốn thay đổi hoạt động thế nào thì thay đổi, nhưng nó phải bám sát vào cái việc, nó phải nhằm truyền tải được cái mục tiêu của chủ đề, chứ không phải chúng ta cứ thay đổi hoạt động nhưng mà cái không rõ cái tính mục đích của hoạt động đó là gì, và cái hoạt động đó cứ bắn chỉ thiên thì là không được, đúng không ạ? Vâng. Và dù là linh hoạt và mở và linh hoạt, nhưng cái gì là cái các thầy cô không được thay đổi thì thưa các thầy cô, thứ nhất là không được thay đổi yêu cầu cần đạt. Cái yêu cầu cần đạt là bám sát vào cái, đã bám sát vào cái chương trình quy định rồi, chúng ta cái này là
bất biến, các thầy cô không có quyền thay đổi. Thứ hai là tên các chủ đề, các thầy cô cũng đừng thay đổi. Thế còn thì những cái nội dung của các cái hoạt động thì các thầy cô nội dung rồi cái hình thức phương pháp thì các thầy cô có quyền thay đổi, nhưng phải bám sát vào cái nhằm thực hiện cái yêu cầu đặt ra của chủ đề. Các cái hoạt động các thầy cô thiết kế ra thì làm sao cho là nó phải nhằm truyền tải hết được các cái yêu cầu đặt ra của chủ đề. Cái tính mở và linh hoạt ở đây nó còn ở phía học sinh nữa. Vâng, chúng tôi lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như là học sinh khi làm việc nhóm thì các em có thể lựa chọn cái cách thức để báo cáo cái kết quả làm việc nhóm của các em với những hình thức khác nhau. Vâng, có thể thông qua cái việc báo cáo bằng miệng, có thể thông qua bằng cái việc viết ra giấy to, có thể vẽ ra giấy to, hoặc là có thể vẽ sơ đồ. Thế rồi các em cũng có thể thông qua cái việc là các em trình bày những cái tiểu phẩm, hay là cái việc là khi mà chúng ta tổ chức cho cái học sinh mà thực hiện các cái dự án học tập thì các em có quyền lựa chọn những cái đề tài dự án cụ thể. Ví dụ như là giáo viên giao cho học sinh về vấn đề là thiết kế một cái hoạt động truyền thông về bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương chẳng hạn, thế thì học sinh nó có thể là có lựa chọn những hình thức truyền thông khác nhau để nó thực hiện. Ví dụ nó lựa chọn hình thức truyền thông tức là thuyết trình ở cộng đồng, hoặc là nó có thể lựa chọn hình thức truyền thông nó làm các tờ rơi rồi nó đi phát cho các cái gia đình ở cộng đồng dân cư, hoặc là các em làm những cái truyền thông thông qua một cái chương trình biểu diễn văn nghệ mà kêu gọi các cái với những cái bài hát, với những cái điệu múa, với những cái tiểu phẩm để kêu gọi mọi người là bảo tồn cái cảnh quan thiên nhiên địa phương, vân vân. Thì có nhiều cái hình thức truyền thông khác nhau thì học sinh có thể lựa chọn những cái hình thức truyền thông phù hợp với sở trường của các em. Hay là trong những cái hoạt động mà phải làm những cái sản phẩm, thực học sinh phải thực hành làm những cái sản phẩm, thế thì học sinh có thể là lựa chọn những hình thức sản phẩm khác nhau, miễn là đạt được cái mục tiêu về cái nội dung mà giáo viên đưa ra. Vâng, thì cái này là trong sách của chúng tôi thì các thầy cô sẽ thấy là có rất nhiều những cái chỗ mà học sinh có thể linh hoạt, sáng tạo, không dập khuôn, không cứng nhắc. Một cái điểm thứ bảy, một cái quan điểm thứ bảy nữa mà chúng tôi luôn phải quán triệt trong quá trình đến giảng sách, đó là làm sao phải thể hiện được cái thông điệp kết nối tri thức với cuộc sống. Vì đây là một bộ sách mang tên là bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thế thì để quán triệt cái thông điệp này trong bộ sách, thể hiện cái thông điệp này qua bộ sách thì chúng tôi thể hiện nó không chỉ ở cái pha vận dụng và thực tiễn, tức là đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn giám sát học sinh vận dụng những kinh nghiệm mới tiếp thu được vào trong thực tiễn của cuộc sống của các em ở nhà, gia đình và cộng đồng, mà còn thể hiện ở cái việc là những cái nội dung hoạt động trong các cái pha khám phá kết nối và cái thực hành thì luôn gắn liền với cuộc sống thực tiễn của dịch. Và cái quan điểm thứ 8, đó là sách giáo khoa của chúng tôi phải luôn chú ý đến cái việc bảo đảm cái tính chỉnh thể, cái sự nhất quán và phát triển liên tục qua các lớp, từ lớp 6 cho đến lớp 9. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với các quý thầy cô về cái cấu trúc sách giáo khoa, cấu trúc của chủ đề và các cái loại hình hoạt động trải nghiệm trong chủ đề. Thưa các quý thầy cô, cái cấu trúc sách giáo khoa của chúng tôi thì đầu tiên để có cái phần hướng dẫn sử dụng sách để cho học sinh biết cái cách sử dụng sách một cách có hiệu quả. Sau đó là đến phần mục lục cho học sinh tra cứu.
cuối sách thì có cái phần một số thuật ngữ dùng trong sách để có cái phần giải thích những cái thuật ngữ để khi mà các em mà sử dụng sách đến cái thuật ngữ nào các em chưa rõ chưa hiểu thì các em có thể lật ra cái phía cuối sách để mà xem là cái thuật ngữ này được sử dụng như thế nào. Và cuối cùng sách thì có cái phần là danh sách ảnh sử dụng để đảm bảo để thực hiện đúng cái luật bản quyền ở của nhà nước Việt Nam. Phần nội dung chính của cuốn sách thì nó bao gồm 9 chủ đề và thực hiện trong 30 năm của năm học. Chúng tôi xin giới thiệu với các thầy cô về cái trang hướng dẫn sử dụng sách. Thì thưa các thầy cô là ở trong sách thì có sử dụng 3 cái logo. Cái logo thứ nhất là kính hiển vi thì thể hiện cho cái pha khám phá kết nối. Thì cái pha khám phá kết nối này là cái pha mà bao gồm các cái hoạt động cụ thể giúp cho học sinh nhớ lại những kiến thức kinh nghiệm đã có của các em và giúp cho các em hình thành kiến tạo những cái kiến thức kinh nghiệm mới. Cái logo thứ hai là logo có hình quả chuông thì được thể hiện cho cái pha là thực hành. Đây là cái pha mà bao gồm các cái hoạt động giúp cho học sinh có thể củng cố những cái kiến thức kỹ năng kinh nghiệm mới thông qua việc sử dụng chúng để giải quyết những cái nhiệm vụ thực hành ở trên lớp mà giáo viên giao cho. Và cái pha và cái logo thứ ba là cái hình hai cái bánh xe lăn thì đây là thể hiện cho cái pha vật dụng hay là vật dụng thực tiễn thì nó bao gồm những cái hoạt động và giúp cho các em có thể vận dụng những cái kiến thức kinh nghiệm mới vào trong cái thực tiễn cuộc sống ở gia đình, nhà trường, cộng đồng. Thế thì đấy là cái trang hướng dẫn học sinh sử dụng sách. Nội dung chính của sách thì như tôi vừa nói lúc nãy là nó bao gồm 9 chủ đề, từ chủ đề 1 đến chủ đề 9. Ở đây chủ đề 1 là em với nhà trường, chủ đề 2 là khám phá bản thân, chủ đề 3 là trách nhiệm với bản thân, chủ đề 4 là rèn luyện bản thân, chủ đề 5 là em với gia đình, chủ đề 6 là em với cộng đồng, chủ đề 7 là em với thiên nhiên và môi trường, chủ đề 8 là khám phá thế giới nghề nghiệp và chủ đề 9 là hiểu bản thân chọn nghề. Trong 9 chủ đề này thì thưa các quý thầy cô là chủ đề 2, 3 và 4 là nó thuộc cái mạch nội dung là hướng vào bản thân. Chủ đề 1, 5 và 6 thì nó thuộc cái mạch nội dung là hướng đến xã hội. Chủ đề 7 là thuộc mạch nội dung là hướng đến tự nhiên. Và chủ đề 8, chủ đề 9 là thuộc mạch nội dung là hướng nghiệp. Thế ở đây thì các thầy cô cũng thắc mắc là tại sao mà cái chủ đề 1, chủ đề 4, chủ đề 1, chủ đề 5, chủ đề 6 thì đều thuộc cái mạch nội dung là hướng đến xã hội. Nhưng mà tại sao lại trong sách lại tách cái chủ đề 1 em với nhà trường để lên đầu tiên không ạ? Các thầy cô có ai có thắc mắc không ạ? Và có ai có thể giải thích được cái vì sao mà tác giả lại chuyển cái chủ đề em với nhà trường lại đến đầu tiên ạ? Tách rời khỏi cái mạch nội dung này, khỏi cái mạch nội dung là hướng đến xã hội cùng với hai cái chủ đề em với gia đình là em với cộng đồng. Có thể cô nào giải thích từ điều này không ạ? Vâng, các thầy cô thử giải thích xem vì sao mà tác giả người ta lại tách cái chủ đề 1 là em với nhà trường để phía trên ạ. Và trong khi đó là chủ đề 1, chủ đề 5 và chủ đề 6 đều có một cái mạch của xã hội. Hồng, Thế Thụy, Thế Bình hướng tới xã hội. Đó, nên cũng tham gia được. Đang nhờ tại khoa của trường tiểu học của trung học cơ sở Tây Dương. Trường tiểu học của trung học cơ sở Tây Dương xin cấp lại cái tài khoản của mật khẩu. Họ có nói được mà tại sao lại có quận tham gia được. Dạ, chào cô ạ. Cho xin cho trường tiểu học và trung học cơ sở Tây Hồng, Thái Thụy, Tây Bình xin nghe cấp lại cái mật khẩu nhé. Vâng, các thầy chờ một tí ạ. Dạ chào cô ạ. Vâng ạ.
Dạ, em xin chào cô và chào các thầy cô giáo. Em đến từ trường phổ thông Duy Tân. Em xin trả lời câu hỏi của cô ạ. Vâng ạ, mời cô giáo ạ. Dạ vâng. Dạ, nếu mà các thầy cô có để ý thì mình sẽ có chủ đề một. Em mới ra trường sẽ là học một vào đầu năm học mới. Thì nó sẽ liên kết, thứ nhất đó là chào mừng năm học mới. Nó sẽ liên kết với học sinh sẽ đóng những nội quy và khám phá về trường học đối với học sinh lớp 6. Còn ở đáng thì sẽ rơi vào tháng 11 và khoảng tháng 2 hoặc là tháng 12, tháng 1 sẽ tùy vào cái cách mà mình sắp xếp trong tuần. Thì tháng 12 thì thường nó sẽ liên quan ở tháng 1. Nếu mà chủ đề năm và tháng 1 thì thường nó sẽ là rơi vào Tết. Thì khi mà vào tháng chạp âm lịch Tết thì sẽ là về những cái gia đình và những cái sự đoàn Tết. Còn tháng chủ đề 6 nó là liên quan về cộng đồng trong cái cuộc sống Tết. Sẽ là rơi vào mùa xuân của tháng 2, thường thường sẽ rơi vào tháng 2 an nhiên lịch, thì sẽ có những cái lễ hội cộng đồng sẽ giúp cho học sinh có những cái thông tin đó để liên kết cộng đồng hơn ạ. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn cô giáo ạ. Vâng. Cô giáo đã phân tích rất là kỹ đấy ạ. Vâng. Thực tế thì nhóm tác giả chúng tôi khi mà sắp xếp như vậy thì căn cứ vào cái đời sống thực tiễn mà thường xảy ra. Ví dụ như là ở đầu năm học thì các thầy cô thấy là bao giờ các nhà trường ấy thì cũng tổ chức cho học sinh học nội quy nề nếp đúng không ạ? Rồi thì với học sinh đầu cấp thì là làm quen với thầy cô nhà trường lớp học rồi bạn bè vân vân. Thế thì cái đầu năm học là cái đầu năm mà nhà trường bao giờ cũng phải tập trung vào cái việc là cái mối quan hệ của học sinh với nhà trường để cho học sinh làm quen với trường, với lớp, với thầy cô, với bạn bè, rồi học những cái truyền thống nhà trường, tìm hiểu cái nguồn học nội quy nhà trường, rồi xây dựng nội quy lớp học vân vân. Cho nên là mình để cái chủ đề một lên trên là như vậy. Vâng, bây giờ cũng như cô giáo đã phân tích thêm ấy là ví dụ như là cái chủ đề 6 là để cái em với cộng đồng, như thế là để vào cái thứ 6 là mình nó cũng tùy thuộc, nó cũng thường là trong cái giai đoạn này thì nó có nhiều cái lễ hội ở địa phương vân vân. Vâng, thưa các thầy cô thì đúng là như cô giáo đã phân tích, tức là các cái chủ đề này thì thực ra thì nhóm tác giả sắp xếp thì cũng đã có những cái ý đồ cho nó phù hợp với cái đời sống thực tiễn ở phần lớn các cái địa phương như vậy, với tùy thuộc vào và nó cũng phù hợp với cái đời sống thực tiễn ở nhà trường. Thế tuy nhiên thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là thứ tự thực hiện các chủ đề này trong sách thì nó không mang tính bắt buộc mà nó rất là mở, và nhà trường hoàn toàn có quyền thay đổi thứ tự thực hiện các cái chủ đề này sao cho nó phù hợp với cái thực tiễn nhà trường, với yêu cầu giáo dục của nhà trường. Các thầy cô nhé. Vâng. Và thưa các thầy cô, ở đây thì chúng tôi cũng có hai cái điểm đồng ý với thầy cô là với 9 chủ đề như vậy thì nội dung của mỗi cái chủ đề này thì đều được xác định bám sát vào những yêu cầu cần đạt cái chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7. Và trong cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 này thì nó chỉ thể hiện cái nội dung cụ thể của hoạt động giáo dục theo chủ đề thôi. Các thầy cô chú ý hộ. Vâng. Với mỗi một cái chủ đề thì trong chương trình thì thưa thầy cô, khi mà chúng tôi biên soạn ấy thì chúng tôi phải phân tích rất là kỹ xem là bây giờ với mỗi chủ đề như vậy thì cái tên chủ đề như thế này thì cái yêu cầu cần đạt của chủ đề là gì, trong cái chương trình người ta quy định như thế nào, thì chúng tôi phải xác định rất rõ cái yêu cầu cần đạt của chủ đề. Rồi chúng tôi phải xác định rất rõ những cái năng lực đặc thù, năng lực chung và cái phẩm chất chủ yếu mà cần phải mà học sinh cần phải đạt được khi mà kết thúc cái chủ đề này là gì. Rồi chúng tôi phải xác định
những cái nội dung chính hay là những cái tiểu chủ đề ở trong cái chủ đề đó là gì, thì với chủ đề nào thì chúng tôi cũng phải phân tích rất là kỹ như vậy. Cái này thì ở trong sách giáo viên thì chúng tôi cũng đã trình bày rất kỹ, thì mong các thầy cô là sẽ khi mà triển khai thực hiện cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 thì xin các thầy cô hãy nghiên cứu kỹ cái ma trận này ở trong sách giáo viên. Bây giờ về chủ đề thì thưa các thầy cô là mỗi chủ đề thì đều có bao gồm 3 loại hình hoạt động trải nghiệm: sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Và 3 cái loại hình trải nghiệm này thì nó đều trong mỗi chủ đề ấy, thì 3 cái loại hình hoạt động trải nghiệm này thì nó đều nhằm thực hiện cái mục tiêu của chủ đề, nhưng mà nó có những cái chức năng nhiệm vụ riêng. Vậy thì chức năng nhiệm vụ của mỗi cái loại hình này trong một chủ đề thì nó như thế nào? Thì xin các thầy cô là quan sát cái sơ đồ sau đây. Thứ nhất là cái loại hình sinh hoạt dưới cờ. Thì cái sinh hoạt dưới cờ này thì nó có chức năng, tức là nó định hướng cho cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Cái loại hình hoạt động thứ hai là hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thì đây là cái loại hình hoạt động quan trọng nhất trong mỗi chủ đề. Nó giữ cái vai trò chính, cái vai trò chủ yếu trong cái việc thực hiện các cái mục tiêu đặt ra của chủ đề. Và cái sinh hoạt lớp, thì thưa các thầy cô, cái sinh hoạt lớp ấy, thì nó có cái chức năng nhiệm vụ, tức là học sinh sẽ chia sẻ những cái kết quả mà các em vận dụng những kinh nghiệm mới tiếp thu được vào trong thực tiễn cuộc sống, cũng như là những cái cảm xúc của các em khi mà vận dụng những cái kinh nghiệm mới đó vào trong thực tiễn, rồi những cái khó khăn các em có thể gặp phải trong cái quá trình mà các em vận dụng cái kinh nghiệm mới vào trong thực tiễn. Tôi lấy ví dụ như là các em sau khi mà tiếp thu, sau khi mà đã tham gia trải nghiệm cái chủ đề về em với gia đình, trong đó là các em được học là các em phải tham gia vào những cái công việc ở trong gia đình, tham gia vào cái lao động trong gia đình. Thế thì học sinh phải về vận dụng vào trong thực tiễn cuộc sống của mình. Các em có thể lập kế hoạch thực hiện cái lao động trong gia đình, lập kế hoạch và thực hiện cái kế hoạch lao động trong gia đình. Thế nhưng mà trong thực tế thì có những cái học sinh thì khi mà nó về nó vận dụng cái điều đó thì nó gặp những cái khó khăn, và các em sẽ chia sẻ với thầy cô bạn bè như là các em có khó khăn là bố mẹ không đồng ý cho các em tham gia vào lao động gia đình, và bố mẹ muốn là các em dành hết thời gian cho việc học tập, còn cái việc lao động trong gia đình là bố mẹ sẽ lo, ông bà sẽ lo, thậm chí là có mẹ lại còn bảo là không cứ học đi, còn đừng có tham gia làm những cái đấy làm gì, làm thì bôi ra thì bố mẹ rồi ông bà đi sau rồi dọn còn mệt hơn, chứ không muốn cho các em tham gia. Thế thì đấy là những cái khó khăn mà khi các em có thể là gặp phải khi các em vận dụng những cái bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Thế thì đến cái sinh hoạt lớp thì các em có thể chia sẻ những cái điều đó, kể cả cái việc em chia sẻ tích cực của các em khi mà các em làm tham gia cái lao động gia đình, các em thấy như thế nào, rồi các em chia sẻ những khó khăn, ví dụ như cái khó khăn như tôi vừa kể chẳng hạn. Thế thì sau khi các em chia sẻ khó khăn ấy thì thầy cô và bạn bè sẽ cùng nhau thảo luận, bàn bạc để làm thế nào có thể vượt qua được những cái khó khăn đó. Vâng, thì đấy là cái chức năng nhiệm vụ của mỗi cái loại hình hoạt động trong mỗi chủ đề. Và thưa các thầy cô là với mỗi một chủ đề thì nó đều được cấu trúc thống nhất như sau. Thứ nhất là có 2 trang để giới thiệu về chủ đề. Tiếp theo 2 trang giới thiệu về chủ đề
thì nó sẽ là nội dung của hoạt động giáo dục theo chủ đề. Trong cái phần nội dung hoạt động giáo dục theo chủ đề này thì các tác giả sách đã thiết kế những cái hoạt động rất cụ thể để học sinh có thể trải nghiệm trong cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề. Và cuối mỗi chủ đề thì có phần là đánh giá chủ đề. Trong cái phần hai cái trang giới thiệu chủ đề thì họ sẽ các tác giả sẽ giới thiệu, thứ nhất là tên chủ đề, rồi mục tiêu của chủ đề, rồi định hướng nội dung của hoạt động giáo dục theo chủ đề, định hướng nội dung của sinh hoạt lớp và sinh hoạt dưới cờ. Sau đó thì đến cái phần hoạt động giáo dục theo chủ đề thì sẽ có hướng dẫn học sinh thực hiện những cái hoạt động cụ thể theo các cái pha khám phá, kết nối, thực hành và vận dụng. Và cuối cùng là phần đánh giá chủ đề với các tiêu chí đánh giá cụ thể và hai cái mức đánh giá là đạt và chưa đạt. Thưa thầy cô, là trong cái hoạt động giáo dục theo chủ đề thì như vậy là nó gồm các cái pha mà được thiết kế theo cái mô hình lý thuyết học qua trải nghiệm của David Pope và vận dụng vào hoạt động giáo dục. Các cái pha đó là khám phá, kết nối, thực hành và vận dụng. Và cái thông qua cái việc cái quy trình trải nghiệm này thì học sinh sẽ được phát triển những cái phẩm chất và những cái năng lực cần thiết. Thế thế nào là khám phá? Thì thưa các thầy cô, khám phá tức là ở cái, trong cái pha này là giúp học sinh nhớ lại, tái hiện lại những cái tri thức, những cái kinh nghiệm các em đã có mà liên quan đến cái chủ đề hoạt động. Và những cái tri thức, những kinh nghiệm này, những kinh nghiệm cũ này thì lấy từ đâu ra? Thì ở đây là những cái tri thức, kinh nghiệm mà học sinh đã có thông qua cái việc là các em đã được học các môn học khác, rồi thông qua cái việc là em đã được giáo dục trong gia đình hoặc là cộng đồng, hoặc là thông qua cái việc là em tự tìm hiểu thông qua cái vào mạng này, rồi thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hay là em học khoảng đường thông qua giao tiếp với những cái người trong cộng đồng và vân vân. Thế thì những cái kinh nghiệm cũ này của học sinh thì có thể có được, có thể đến được từ rất nhiều nguồn khác nhau. Và cái pha khám phá này là cái pha mà giúp học sinh nhớ lại, tái hiện lại những cái điều đó. Thế thì ở cái pha kết nối, tức là học sinh với cái sự hỗ trợ hướng dẫn của giáo viên thì có thể là sẽ, thì các em sẽ tiến hành trải nghiệm để mà kiến tạo những cái tri thức kinh nghiệm mới từ những cái tri thức kinh nghiệm cũ đã có của mình. Và tại sao người ta lại dùng cái từ kết nối? Thì kết nối ở đây nghĩa là kết nối từ những cái tri thức kinh nghiệm cũ đã có đến những cái tri thức kinh nghiệm mới, cho người ta gọi là kết nối. Ở đây thì xin các thầy cô chú ý là ở cái pha này thì không phải là giáo viên sẽ truyền tải những cái tri thức kinh nghiệm mới để đến học sinh, sẽ cung cấp những cái tri thức kinh nghiệm mới này cho học sinh, mà các em sẽ có được những cái tri thức kinh nghiệm mới này trên cơ sở các em sẽ tự kiến tạo từ những cái kiến thức kinh nghiệm đã có của mình, và giáo viên chỉ là cái người hỗ trợ giúp đỡ các em, hướng dẫn các em thôi. Tiếp theo là đến cái bước thực hành hay là cái pha thực hành, thì đây là cái pha mà học sinh sẽ được luyện tập, được thực hành để mà sử dụng những cái kinh nghiệm, tri thức mới vào giải quyết những cái nhiệm vụ học tập được sao. Và chủ yếu cái pha này thì được thực hiện ở trên lớp. Và cái pha cuối cùng là pha vận dụng hay là vận dụng thực tiễn, thì học sinh sau khi đã có những cái tri thức kinh nghiệm mới rồi thì các em sẽ vận dụng những cái, là sẽ được thầy cô hướng dẫn để vận dụng những cái tri thức kinh nghiệm mới này vào trong cuộc sống thực tiễn ở nhà trường, gia đình và cộng đồng.
thì thưa thầy cô, một cái quy trình trải nghiệm của mỗi một chủ đề hay là mỗi một cái nội dung chính của chủ đề thì đều được thực hiện thông qua các cái pha khám phá kết nối thực hành và thực dụng như vậy. Tuy nhiên thì giữa cái khám phá và kết nối thì nhiều khi là nó gắn chặt chẽ với nhau, nhiều khi nó khó tách rời nhau trong mỗi hoạt động. Có những cái hoạt động mà bước một thì là khám phá nhưng bước thứ hai lại là kết nối. Nên chính vì vậy cho nên là chúng tôi trong sách thì chúng tôi gắn cái khám phá và kết nối lại thành một cái pha, rồi pha thứ hai là thực hành và pha thứ ba là vận dụng. Bây giờ xin mời các thầy cô xem một cái ví dụ cụ thể về cấu trúc của một cái chủ đề trong sách. Đây là chủ đề 2. Thì thưa thầy cô là cái trang đầu tiên là hai cái trang đầu tiên là giới thiệu chủ đề. Thì các thầy cô thấy là ở trang đầu thì có cái phần là tên chủ đề, khám phá bản thân. Dưới tên chủ đề là có cái phần mục tiêu của chủ đề, đúng không ạ? Trang thứ hai của cái chủ đề này thì các thầy cô thấy là giới thiệu. Thứ nhất là định hướng nội dung sinh hoạt dưới cờ. Thứ hai là định hướng nội dung hoạt động giáo dục theo chủ đề. Và thứ ba là định hướng nội dung sinh hoạt lớp. Và mỗi một cái hình oval này là giới thiệu định hướng nội dung của một loại hình hoạt động ở trong chủ đề 2. Đúng không? Thì đấy là hai trang giới thiệu về chủ đề. Sau hai trang giới thiệu về chủ đề này rồi thì sẽ đến cái phần hướng dẫn học sinh thực hiện cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thế thì thưa các thầy cô là ở chủ đề 2 này thì nó gồm có hai nội dung chính. Một là điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi. Và thứ hai là kiểm soát cảm xúc của bản thân. Thế thì với mỗi một cái nội dung chính này thì nó sẽ được thực hiện thông qua một quy trình trải nghiệm từ khám phá kết nối đến thực hành và vận dụng. Thế là xin mời các thầy cô sẽ xem cụ thể ạ. Các thầy cô thấy là có cái một nhỏ này, điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi, tức là cái nội dung thứ nhất của chủ đề. Thế thì đầu tiên là các thầy cô thấy có cái biểu tượng kính hiển vi, đúng không ạ? Như vậy là đây là thể hiện cho cái pha khám phá kết nối. Và trong cái pha khám phá kết nối này thì có ba cái hoạt động. Hoạt động thứ nhất là xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân. Thì các thầy cô thấy là ở tiểu học thì học sinh đã được học về cái đã có những cái kinh nghiệm nhất định về cái xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân rồi. Cho nên cái hoạt động một này là hoạt động cô giáo, thầy giáo sẽ giao cho học sinh xác định cái điểm mạnh, điểm hạn chế của các em trong học tập và trong cuộc sống. Và cái điều này là các em phải vận dụng kinh nghiệm cũ để em làm. Và đây chính là cái bước khám phá. Sau đó thì đến hoạt động 2 là tìm hiểu nhận xét của bạn bè về điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân. Và hoạt động 3 là cách thức xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân. Thì đây là hai hoạt động kết nối. Và ba hoạt động này thì nó nằm trong, chúng tôi xếp cùng trong cái pha là khám phá kết nối. Sau cái hoạt động thứ 3, sau khi học sinh đã kiến tạo được cái kinh nghiệm là để xác định được cái điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân thì các em phải thực hiện thông qua 4 cái bước như thế nào rồi, thì học sinh sẽ được luyện tập bằng được thực hành thông qua cái hoạt động 4 là xây dựng kế hoạch tự hoàn thiện bản thân. Thế rồi sau cái hoạt động 4 ở cái pha thực hành thì các em sẽ được bước vào cái pha vận dụng thực tiễn mà có cái logo hai bánh xe lăn. Học sinh sẽ được thầy cô giáo hướng dẫn các em về cái việc là về nhà rèn luyện theo cái kế hoạch tự hoàn thiện bản thân như thế nào. Sang đến cái nội dung thứ hai là kiểm soát cảm xúc của bản thân, thì pha khám phá và kết nối thì nó sẽ bao gồm cái hoạt động 1 là tìm hiểu biểu hiện của kiểm soát cảm xúc để thông qua cái việc là em nghiên cứu một cái trường hợp cụ thể để hiểu được
thế nào là tổ chức tập dục. Thế rồi các em cũng trong cái pha khám phá kết nối này, các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Và các thầy cô thấy là trong cái hoạt động 2 này thì nó có hai bước, đúng không ạ? Bước thứ nhất là chia sẻ về cách em thường dùng để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Thì các thầy cô thấy đây, cái bước 1 này rõ ràng là cái bước khám phá, tức là học sinh khám phá cái kinh nghiệm đã có của các em. Sau đó đến bước thứ hai là thảo luận về các cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực, tức là sau khi các em đã nhớ lại, tái hiện lại những kinh nghiệm của mình về cái việc mà giải tỏa cảm xúc của các em khi mà gặp cái cách giải tỏa cảm xúc của em khi gặp cảm xúc tiêu cực như thế nào, thì các em sẽ cùng các bạn thảo luận để mà tìm ra được các cái cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Thì cái bước thứ hai này lại chính là bước kết nối, đúng không ạ? Và sau khi học sinh đã có được những kinh nghiệm về cái giải tỏa cảm xúc tiêu cực rồi, thì bước sang cái hoạt động luyện tập, thì em sẽ thực hiện hai cái việc. Một là em sẽ được thực hành một cái cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Thì các thầy cô thấy là chỗ này là tác giả để rất mở, học sinh có thể cùng nhau thực hành một cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực thông qua cái việc là em ngồi tập hít thở sâu hoặc ngồi thiền, hoặc là em sẽ cùng nhau nhảy một điệu nhảy vui nhộn mà phù hợp với cái lứa tuổi lớp 7, hoặc là các em sẽ cùng nhau chơi một cái trò chơi vận động vui, vân vân. Thì có nhiều cái cách để giải tỏa cảm xúc tiêu cực, và thầy cô và học sinh sẽ lựa chọn lấy một cách để cùng nhau thực hành trước lớp. Thế rồi các em cũng được thực hành thông qua cái việc sống vai để thể hiện cái kỹ năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực trong hai tình huống mà sách có đưa ra. Cái tình huống 1 là cái tình huống mà sờ ra chơi, Lan chạy đi lấy nước uống, tình cờ khi đi qua hành lang, Lan nghe thấy bạn Mai và Ly đang nói xấu sau lưng mình, khiến Lan rất tức giận. Thế thì trong cái tình huống mà đang có cái cảm xúc tiêu cực là tức giận như vậy, thì cái bạn Lan này nên ứng xử như thế nào để thể hiện được cái kỹ năng kiểm soát cái cảm xúc tiêu cực của mình như trong cái tình huống này, để mà không làm ảnh hưởng đến cái bản thân mình, cũng như cái, tức là vẫn là cái chuyện là nói với các bạn này như thế nào, cái cách ứng xử với hai bạn đã nói xấu sau lưng mình như thế nào, để mà vừa là ngăn chặn các bạn không có những hành động tương tự nữa, nhưng mà cũng lại không làm, không xảy ra những cái bạo lực, không xảy ra làm cái nỗi mất những cái mối quan hệ bạn này với hai bạn này. Đây là tình huống thứ hai, là cái tình huống về cái việc là kiểm tra. Trong cái giờ kiểm tra, một bạn cầu cứu bạn kia cho mình chép bài nhưng bị từ chối, và cái bạn đó thì giận, cái bạn đã không cho chép bài và khiến cho cái bạn không cho chép bài đó rất là buồn. Thế thì trong cái trường hợp mà gặp một cái tình huống như vậy, thì học sinh sẽ phải xử lý, sẽ là các em phải thể hiện cái cảm xúc, cái kỹ năng kiểm soát cảm xúc của mình như thế nào, là cùng bạn giải quyết những cái bất hòa đó như thế nào. Tiếp theo cái hoạt động luyện tập thực hành đó, thì sang đến hoạt động vận dụng, thì học sinh sẽ được hướng dẫn về cái việc vận dụng kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong cái cuộc sống hàng ngày như thế nào. Và cuối chủ đề thì các thầy cô thấy là có cái phần là đánh giá chủ đề 2, và ở đây thì người ta đã đưa ra 5 cái tiêu chí, và dựa trên 5 cái tiêu chí này thì học sinh sẽ tự đánh giá xem là mình thực hiện được mấy tiêu chí. Và trên cơ sở đó, thì nếu mà em thực hiện được 3 tiêu chí trở lên thì các em sẽ được xếp vào cái mức đạt yêu cầu, và nếu chỉ thực hiện được từ 2 tiêu chí trở xuống thì các em sẽ ở cái mức là chưa đạt yêu cầu. Và cũng dựa trên các tiêu chí này thì các bạn trong nhóm, trong tổ thì sẽ có cái đánh giá đồng đẳng với nhau. Và
Thì đấy là các thầy cô vừa xem về cái đánh giá về cái cấu trúc của một chủ đề cụ thể, đó là chủ đề 2. Vâng. Thế bây giờ thì trước khi đi vào cái phương pháp hình thức và cái việc kiểm tra, tìm hiểu về cái vấn đề kiểm tra đánh giá cái kết quả hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7, thì xin mời các thầy cô ra nghỉ giải lao 15 phút, sau đó chúng ta sẽ quay vào và bước vào tìm hiểu cái mục thứ tư về cái phương pháp hình thức của kiểm tra đánh giá này. Vâng, xin mời các thầy cô ra nghỉ giải lao 15 phút ạ. Thank you.